Sắp tới Farmer Market rồi. Đây là một trong những cái Farmer Market lớn nhất của Kauai á. Thưa các bạn, đây là cái chợ nông nghiệp, chợ farm của đảo Kauai thuộc Hawaii này. Chúng tôi đến cái chợ nông sản này vào lúc đúng giờ lúc trưa. Đây coi có bán gì nha. Bầu xoài với bầu hả? Cái bầu nè tôi. Sao chê hả? Đây có bán sao chê nữa các bạn. Đây nè. Chê trong đó là thấy là đủ đũa. Cái là bí. Aloha, aloha. Đây là cái trái sakuche bán ở đây nó bán là $1 là một trái các bạn. Đây là bầu. Các bạn thấy đây là chanh, đây là xoài, bí. Khi mà trả giá thì nó bán là hai trái $1, cái hai trái $1, cái này thì ăn tương đối là rẻ rồi. Và hai trái sakuche là $1. Trái còn tươi ngon các bạn, chắc chưa chín lắm. Hôm nay không vớt trái bầu đi. Ở chợ này đông vui rồi ta ha. Đu đủ thấy trái mà sao đây đu đủ thường thường đây nhỏ không mà trái đu đủ nó nhỏ trong cái lớn đây đến cà bán đu đủ trái chín hết rồi mà trái nhỏ 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 mới ngon hả? Nó để là sunrise papaya $2 một trái mà trái bự là $2 một trái. Thì bán ginger là gừng chuối nè. Đây có cái loại mà khoai lang tím các bạn, khoai lang tím. Đây là khoai lang là ngọt nhất, rất là ngon nhưng mà tương đối khá mắc. Người ta nói là $4 một cái bịch như vậy đó các bạn. Đang trả giá là $3, thử có bán không? Mua được gì không? Bây giờ là trưa nên có một số cửa hàng bao giờ bắt đầu là nó dọn rồi, tức là giờ là hình như là bắt đầu là đóng cửa. Chúng ta đến hơi muộn chút xíu. Trái đu đủ, cà tím, đậu đũa, cà tím. Đa số là đu đủ là nhiều. Nhưng mà
Rồi một số bắt đầu dẹp từ từ rồi. Ở đây bán dừa, khuôn ớt. You want to try some frozen white pineapple? No, thank you. You guys want to try a sample of a frozen white pineapple? À, phần lớn đây là bán đu đủ là nhiều nhất các bạn. Đu đủ là nhiều nhất, đây là có hình như là có mãng cầu này, mãng cầu này là mãng cầu xiêm này. Đây các bạn, cá mãng cầu xiêm. À, đây là mãng cầu xiêm. À, đằng này có bán loại mướp. Mướp. Quang cảnh tổng quát của cái chợ farm này các bạn. Tương đối cũng khá nhiều gian hàng. Người Hawaii cũng trái bầu này ngộ quá. Cái bầu này rất là dễ thương. Đây là mướp, củ hoa, cà tím, đậu đủ á. Các bạn đang xem chợ nông sản của người Hawaii ở đảo Kauai. Mãng cầu xiêm, mãng cầu xiêm. Đang tính mua mãng cầu xiêm này các bạn. Thưa các bạn đang đi xem phiên chợ nông sản của cư dân Hawaii. Hawaii là một cái hòn đảo, một quần đảo Hawaii. Đến đây chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và bây giờ xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn lại lần sau. Goodbye.